các bạn, hôm nay mình đi xuống downtown Veradero chơi nè các bạn. Chiếc xe bus này là xe bus 2 tầng nè, nó chở mình đi 5 đồng US all day long, hop on hop off. Đó, bây giờ mình đi chơi nè. Oh my god, so here this Selectum Family Resort. Đây là cái resort kế một bên nè các bạn. Selectum Family Resort. This is a new one as well. Yeah. Trên xe bus, mình ngồi tầng ở trên nè các bạn. Năm nay nó để có cái mùi ngồi cũng đỡ. Cho nó nóng dữ lắm. Thì rồi đi la, không có cái mùi nè. Nắng quá trời nắng. My God. Các bạn thấy không? Veradero có cái con dòng sông, cái kênh nước này. Bên ở ngoài kia là biển, ở trong đây cũng có cái mương. Đường này chạy xuống đao thao thấy coi cũng đẹp lắm các bạn. Các bạn, đây là cái trạm xe bus của nó. Store bán quần áo, nước ngọt, game.
bạn đây là downtown Rovedale rồi đó, vô downtown có rất là nhiều mấy cái shop, bây giờ nó mở quá trời shop, có máy lạnh kiến phòng kiến rồi đó nha. Starfish. Starfish, I remember. I came to the Kawama Hotel. I came to Breezes Hotel. This one nice. You downtown. Không có downtown. Oh, downtown a little bit. The Malian International. Yeah, Mila. Mila. Oh, that's a nice one too, eh? Very nice, yeah. This one is beautiful. Yeah. Từ khách sạn nó đi rước khách. That's beautiful. Làm cái bờ kè này đẹp dễ sợ. Xuống đây là cái cuối cùng của nó rồi đó, nó quay đầu trở lại cái con đường hồi nãy mình đi xuống đi ngược trở lại nè, cho nên các bạn có đi xe bus này đó, các bạn ngồi trên xe bus nha, cứ việc đi tới cuối cùng vừa bận về rồi nó ghé đâu rồi mình muốn ghé xuống đâu thì mình xuống chứ đừng có xuống sớm quá. Giờ đi trở lại đó các bạn. Bán đồ ở đây nè các bạn, bán souvenir, bán luôn. Bán ba cái đồ souvenir quá trời. Các bạn có tới Veradero nhớ dành một ngày đi ra Veradero chơi trên chiếc xe bus Double Decker này nè các bạn, đi rất là vui.